được đến để phát chương trình trong một niên vừa rồi. Trước đó tôi học học về vào phát chương trình thì được vào năm đến gì V2 đến để chương V2. Sau khi ra trường thì đầu cuối năm số 3 thì cũng gặp mọi người mọi nơi. Nhưng trên đoạn đường nơi thỉnh thoảng gặp bạn bè, có những lúc gặp rất là vui vẻ mà có những lúc gặp rất là đau thương. Ví dụ như mới nhắc là người bạn Nghiêm Trung, tôi xin kể câu chuyện ngắn như thế này. Cảm ơn, vui lắm. Thank you.
việc hôn thầm lặng ăn về hóa đá phía bên Yeah.